Ok. Thuyền đánh cá người ta ở ngoài sông, bây giờ em sẽ bơi ra đó kiếm người ta ha. Để em xuống đây từ từ. Trong thời gian này anh chờ đợi ở đây nha, để có thuyền này. Dạ thưa quý vị Bồ Tát, bây giờ là 5 giờ sáng, con xin biến hình chàng tiên cá. Rồi, kỳ này biến hình cho ngon nha. Mọi người coi con biến hình nha. Cái chừng té đập đầu nha. Ví dụ em biến hình, em nhảy bùng, thôi đừng nhảy bùng mà té đập đầu. Em phải chơi cái chiêu mà dịch chuyển tức thời. Ví dụ như em nhảy đây, em biến hình. Nhưng mà lúc mà anh quay phim cho em lần sau đó là em đang đứng ở trên thuyền. Dạ. Hôm nay là ngày vía Quan Âm, phóng sanh rất là tuyệt vời, nên con xin biến hình làm chàng tiên cá giải cứu động vật trong thiên nhiên. Em nhảy lên cái lại, anh nâng lên nha. Được. Chơi lắm thôi, vậy từng chân thôi. Lát về mình cắt ghép chỉnh sửa. Nói lại đi. Dạ kính thưa mọi người đang xem chương trình phóng sanh giải cứu động vật đúng cách trong thiên nhiên. Hôm nay tôi sẽ biến hình tiên cá trong ngày vía Quan Âm để phóng sanh cá góp vui cho chương trình. 1, 2, 3. Ok, vậy được rồi. Sau đó em bơi đi kiếm người ta nha.